Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện đề án số 04. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã có nhiều giải pháp tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó mà chất lượng học tập của trẻ em dân tộc thiểu số ngày càng chuyển biến tích cực. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra do đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường về công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đề án số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Sau hơn một năm thực hiện đề án, đã bước đầu góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng công nghiệp hóa hàng nông thôn, cùng với đó là thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có nhãn hiệu, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Cùng với đó, đã và đang hình thành phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, các vùng chè, cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có trên 260 ha cây mắc ca, 2.100 ha chè, lúa 4.700 ha. Số đường cứng hóa đạt 8 km, đầu tư kiên cố 3 đầu mối thủy lợi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Tam Đường đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những khuyết điểm thiếu sót trong quá trình. Sáng ngày 5 tháng 11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Đảng bộ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 04 ngày 17 tháng 2 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã báo cáo với đoàn về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch, công văn, quyết định, tờ trình, hướng dẫn, thông báo, báo cáo, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan thông qua việc xây dựng hai chương trình mới, thực hiện tuyên truyền lồng ghép 74 buổi tuyên truyền về cơ sở, 352 buổi chiếu phim lưu động, trong đó có 293 buổi chiếu vùng 3, phục vụ khoảng 35.200 lượt người xem, 120 buổi biểu diễn nghệ thuật. Bằng nguồn ngân sách địa phương, nguồn đề án dự án khác, các huyện thành phố đã thực hiện 7 lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Dao với 187 học viên. Tổ chức khôi phục 4 lễ hội, tái hiện 1 lễ hội, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của 4 câu lạc bộ khen Mông huyện Tam Đường, 23 câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân gian trong các trường học tại huyện Than Uyên, thành lập 7 câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống, duy trì 3 câu lạc bộ hát then đàn tính tại huyện Than Uyên, hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cầm dân tộc Mông, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Đã tích cực chủ động tham mưu đăng cai tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 tại tỉnh, Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2022, góp phần quảng bá hình ảnh miền đất con người Lai Châu đến bạn bè trong nước và quốc tế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa và du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí ghi nhận và chia sẻ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch những khó khăn khi thực hiện các chính sách bảo tồn. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần làm rõ thêm việc thực hiện nghị quyết tại cơ sở đang gặp những khó khăn vướng mắc gì trong từng mục tiêu để kịp thời tháo gỡ để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Việc huy động các lực lượng tham gia và công tác giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc cần được nêu rõ hơn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh Lai Châu. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường đã có nhiều giải pháp tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó mà chất lượng học tập của trẻ em dân tộc thiểu số ngày càng chuyển biến tích cực. Học sinh mạnh dạn tự tin nói tiếng Việt và thích đến trường. Phóng sự sau phản ánh nội dung này, quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Năm học 2022-2023, trường mầm non xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường có 10 lớp ở 7 điểm trường với 180 học sinh. 100% học sinh của nhà trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Dao chiếm trên 90%. Để tăng cường tiếng Việt cho trẻ, thời gian qua, nhà trường xây dựng môi trường tiếng Việt phong phú đa dạng, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức dạy học song ngữ, tăng cường tiếng Việt trong tất cả các hoạt động giáo dục khi trẻ đến lớp, quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm thực tế. Tôi lồng ghép tất cả các tiếng Việt vào trong tất cả các hoạt động hàng ngày của trẻ, từ đón trẻ cho đến khi mà trả trẻ. Đặc biệt trong các tiết học thì cô sử dụng tất cả các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương của xã Hồ Thầu như ngô, sỏi, lá cây, và để cho các cháu học xếp chữ, phát âm các cái nguyên liệu đó bằng tiếng Việt. Ngoài ra nếu như mà trẻ nào mà chưa phát âm được bằng tiếng Việt và chưa nhận biết được bằng tiếng Việt thì cô giáo có thể phát âm bằng tiếng dân tộc để cho các cháu biết, và môi trường lớp học cô giáo cũng gắn rất nhiều chữ và số để mục đích cho các cháu nhận biết được chữ cái. Ngoài ra còn các tiết học thơ, đọc thơ, kể chuyện cũng được lồng ghép các tiếng Việt, và cô dạy chậm, dạy từ từ để các cháu phát âm chuẩn. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt với trẻ. Với cách làm trên, thời gian qua, 100% trẻ của nhà trường trước khi vào lớp 1 đều giao tiếp thông thạo tiếng Việt. Nhà trường đưa ra giải pháp thứ nhất là tăng cường cái công tác quản lý, chỉ đạo giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ, và đặc biệt là cái công tác kiểm tra giám sát giáo viên về thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện các hoạt động một ngày của trẻ, và tổ chức các hoạt động như là bồi dưỡng cho đội ngũ và tham gia đầy đủ các cái chương trình bồi dưỡng của huyện, của phòng, của sở, để nâng cao được cái chất lượng giảng dạy trong nhà trường, luôn sát sao chỉ đạo về nâng cao chất lượng về chuyên môn, thường xuyên kiểm tra các hoạt động như là xây dựng kế hoạch, rồi là giao án bài dạy của giáo viên, và dự giờ trực tiếp tư vấn cho giáo viên để giúp cho giáo viên có những cái hạn chế thì uốn nắn cho giáo viên, và giúp giáo viên ngày càng tiến bộ và thực hiện tốt được cái nhiệm vụ của mình. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục Tam Đường có 13 trường mầm non, 191 nhóm lớp với gần 4.500 học sinh. Trong đó, trẻ dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trên 84,3%. Khó khăn lớn nhất của học sinh dân tộc thiểu số khi đến trường là khả năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, học tập. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho học sinh trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã cụ thể hóa đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ năm học với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Chúng tôi đã tham mưu các giải pháp, đó là chỉ đạo đối với các đơn vị trường mầm non trên toàn huyện xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, có thể lồng ghép luôn vào trong chương trình giáo dục mầm non, gắn với lại cái phát triển chương trình giáo dục phù hợp với bản sắc và địa phương. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các đơn vị trường mầm non trong việc thực hiện, đó là xây dựng môi trường học liệu gắn với môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ phù hợp với đối tượng trẻ ở từng độ tuổi, và trên cơ sở gắn với phát triển tiếng mẹ đẻ của trẻ nhà trẻ theo tâm sinh lý của trẻ nhà trẻ, đối tượng nhà trẻ mới ra lớp và đối tượng trẻ 3 tuổi bắt đầu ra lớp, đó là đối với năm học 2022-2023 chúng tôi tiếp tục triển khai và chỉ đạo thực hiện. Thứ ba nữa là chỉ đạo các đơn vị trường trong cái công tác phối hợp với cha mẹ trẻ, đặc biệt là cộng đồng và các tổ chức đoàn thể trong cái cộng đồng địa phương bản, gắn với cái việc mà hỗ trợ nhà trường trong cái giáo dục con em ở nhà, đó là tăng cường nói tiếng. Đến nay, 100% các trường mầm non huyện Tam Đường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số. 100% trẻ dân tộc thiểu số đến trường được học 2 buổi một ngày. 100% số trẻ mẫu giáo đạt yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Việt. Cơ bản, trẻ mầm non dân tộc thiểu số biết nghe, hiểu, biết sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong giao tiếp với bạn bè, cô giáo và người thân. Thưa quý vị,
Mặc dù mới đầu tư phát triển trên địa bàn của tỉnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu với nhiều ngành lĩnh vực, trong đó thì có sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp ở huyện Tân Uyên, đã và đang góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn trên địa bàn của huyện với mức thu nhập ổn định. Xưởng sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu tại bản Nà Bảo, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên hiện có khoảng 10 lao động chuyên sản xuất các sản phẩm như là thiệp, phong bì, hoàn toàn bằng các chất liệu thân thiện với môi trường. Ngoài làm việc tại xưởng, công ty còn cho phép công nhân đưa nguyên liệu về nhà, tự sắp xếp thời gian để làm. Công việc không vất vả, được tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách đãi ngộ hợp lý, lương ăn theo sản phẩm nên đã thu hút được không ít lao động là người địa phương. Công việc đối với tôi thì làm nó cũng thoải mái và nhẹ nhàng. Và làm chân tay nó cũng không ảnh hưởng gì đấy. Thế là cái thu nhập về thì nó cũng ổn định hơn so với đi làm cái công việc khác. Được biết, sản xuất sản phẩm thủ công như các loại thiệp chúc mừng, các sản phẩm thìa, đũa dùng một lần xuất sang thị trường Nhật Bản là một trong nhiều dự án mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu đã và đang triển khai tại tỉnh. Dự án này được triển khai song song ở hai tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện thu nhập cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hiện nay đơn vị vẫn còn thiếu nguồn lao động. Tuy đang có những công việc ở đây là về hàng thủ công mỹ nghệ, gia công nhà thủ công mỹ nghệ cho Nhật Bản, làm xong đó là xuất trả sang bên Nhật luôn, cũng không bán trong nước, và hiện tại là cũng hoạt động từ tháng 5 đến giờ. Thì cũng mang lại công việc cho bà con địa phương ở nơi đây cũng rất là ổn định. Thứ nhất về cái thu nhập thì là đây là sẽ có hỗ trợ 3 tháng lương, hỗ trợ về thu nhập 3 tháng cộng với cả lương cho sản phẩm. Chế độ làm việc thì theo nhà nước. Mong muốn của mở rộng cái nguồn lực thì thực ra ở trên địa phương mình thì công việc thì sẽ có rất là nhiều. Mong muốn là mở rộng được nhiều nhất có thể đến tất cả các chị em ở địa phương. Thế còn về nguồn lực, nhu cầu còn bao nhiêu thì nói thật với anh là công việc sẽ rất nhiều. Và sẽ cố gắng là mở rộng nhiều nhất có thể đến tất cả địa phương. Thời gian tới, để đảm bảo nguồn lao động ổn định, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu sẽ tăng cường tuyên truyền tới trưởng bản, các đoàn thể xã thị trấn cùng tham gia vận động hội viên tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhận nguyên vật liệu để sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp. Mở rộng hơn nữa đến các điểm bản để các chị em phụ nữ không phải trực tiếp đến xưởng sản xuất mà có thể làm việc tại nhà. Tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân để tạo ra những sản phẩm hoàn mỹ nhất. Thời gian qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của huyện Than Uyên, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, đã góp phần giúp cho người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Mặt khác, chính sách còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Than Uyên, tại xã Ta Gia, những cánh rừng xanh bạt ngàn đang phủ trống đồi núi trọng. Để có được kết quả này chính là nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ở các bản, người dân đã cùng nhau giữ rừng, thường xuyên phát dọn thực bì, phòng cháy chữa cháy dưới tán cây. Người dân luôn có ý thức trong việc giữ rừng, coi đó là tài sản chung của mọi người. Trong thời gian qua thì Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, chi trả dịch vụ cho bà con theo đúng đủ. Qua đó thì bà con cũng đã nhận thức được cái tầm quan trọng để bảo vệ rừng và phát triển rừng trong thời gian tới. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Than Uyên có trên 27.000 ha được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chi trả hơn 20 tỷ 300 triệu đồng với diện tích cung ứng là trên 17.300 ha và Ban Quản lý rừng phòng hộ chi trả gần 11 tỷ đồng cho diện tích cung ứng trên 9.700 ha. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng tại Than Uyên đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rừng tự nhiên bị xâm phạm. Theo đó, số vụ vi phạm về luật lâm nghiệp giảm theo từng năm. Ý thức vai trò trách nhiệm bảo vệ phát triển rừng của cộng đồng dân cư được nâng lên. Từ đó, có điều kiện huy động được nguồn lực lớn, thường xuyên cho công tác tuần tra bảo vệ rừng. Điều đáng nói, việc áp dụng chính sách dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân,
nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa của tỉnh, thông qua hình thức giao đất, giao rừng của nhà nước và nhận khoán quản lý bảo vệ rừng từ Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên, thì trong cái công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, thì trong năm 2021 thì thực hiện chi trả cho 11 xã và thị trấn ở trên địa bàn của huyện, thì với diện tích là 9.726 ha, với số tiền là 10 tỷ 852 triệu. Thì qua cái công tác chi trả ấy, thì các hộ dân đã nâng cao được cái nhận thức của mình về cái công tác bảo vệ rừng. Và trong cái công tác bảo vệ rừng thì ban tiếp tục phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền tới các hộ gia đình cũng như các tổ chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện tốt cái công tác bảo vệ trên diện tích mà đã giao khoán. Có thể khẳng định chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc tác động trực tiếp đến đời sống thu nhập của người dân tại Than Uyên. Đồng thời, chính sách này còn nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển tài nguyên rừng, cải thiện môi trường sống, hạn chế các hành vi gây tổn hại đến rừng. Thực hiện đề án số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 25 tháng 8 năm 2021 về phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Huyện Than Uyên phấn đấu đến năm 2025 sẽ đầu tư mở mới đường trục chính, vùng sản xuất 66,5 km, trong đó vùng lúa 4 km, vùng mắc ca 22 km, vùng quế 10,5 km, vùng cây gỗ lớn 17 km, vùng cây ăn quả 13 km, nâng cấp cải tạo đường trục chính vùng chè trên 34 km, đầu tư kiên cố một đập đầu mối và nâng cấp sửa chữa 6,8 km kênh thủy lợi, đáp ứng tưới tiêu cho gần 280 hectare lúa tập trung với tổng mức đầu tư trên 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ việc đầu tư hạ tầng giao thông vùng sản xuất sẽ góp phần giúp huyện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và có chiều hướng phục hồi mạnh mẽ do các yếu tố có lợi cho các ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đều ở cả 3 lĩnh vực là khai thác, chế biến chế tạo và điện nước. Theo số liệu thống kê từ Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 10 năm 2022 ước đạt hơn 417 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đạt trên 6.300 tỷ đồng, bằng 97,4% kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng như đá xây dựng đạt hơn 73.000 mét khối, chè khô các loại 500 tấn, gạch xây dựng gần 20 triệu viên, nước máy sản xuất 368.000 mét khối, xi măng 300 tấn. Về công nghiệp sản xuất điện, phân phối điện, toàn tỉnh hiện có nhiều nhà máy thủy điện với hệ thống cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh. Mặt khác, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã thích ứng với bối cảnh mới nên đã tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Đường đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện luật lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời chỉ đạo đơn vị hạt kiểm lâm tập trung vào cuộc quyết liệt trong công tác bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát lâm sản, qua đó phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, phạt tiền gần 320 triệu đồng, tịch thu tăng vật, xung công quỹ theo quy định. Trong đó động vật hoang dã thông thường 5 cá thể, trọng lượng 18,7 kg, hơn 23 mét khối gỗ các loại. Thời gian tới, huyện tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Xác định cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những chương trình công tác trọng tâm, Hội nông dân huyện Tam Đường đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đến nay, Hội nông dân huyện Tam Đường đã tạo kênh dẫn vốn hỗ trợ nông dân vay trên 158 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống vật chất cho hội viên nông dân, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức hội trong đời sống của người dân, thực sự là cầu nối, kênh dẫn vốn đến với nông dân.
sau 2 năm bị đóng băng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ổn định trở lại. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp vận tải đã và đang hồi sức mạnh mẽ hậu COVID-19. Được biết, từ đầu tháng 7 năm 2022 đến nay, khi giá nhiên liệu được điều chỉnh giảm dần, cùng với đó là thời gian cao điểm nghỉ hè, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dần lấy lại đà tăng trưởng. Theo đó, tỉnh đã tổ chức tốt việc quản lý đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô, tổ chức khai thác thêm 2 chuyến xe trên các tuyến nội tỉnh, phối hợp với các tỉnh, thành phố bổ sung 1 tuyến vận tải hành khách Lai Châu, Tuyên Quang, tăng lưu lượng quy hoạch tuyến Lai Châu, Hải Phòng, đưa vào khai thác tuyến Than Uyên, Mỹ Đình. Nhờ đó, doanh thu vận tải trong tháng 10 ước đạt gần 26 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng, doanh thu vận tải hành khách đạt gần 74 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa đạt gần 160 tỷ đồng. Nhờ chăm sóc, phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội, qua đó góp phần giúp các hội viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngoài ra, chỉ đạo ban đại diện các huyện, thành phố, hội người cao tuổi cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó quan tâm chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền để kết nạp hội viên mới. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, hội người cao tuổi tỉnh đã kết nạp được trên 1.300 hội viên mới, nâng tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh lên gần 35.000 hội viên, tăng 1.100 hội viên so với năm 2021. Trong đó, huyện Phong Thổ kết nạp trên 400 hội viên, huyện Than Uyên kết nạp 235 hội viên, huyện Tân Uyên kết nạp 200 hội viên, huyện Nậm Nhùn 150 hội viên, huyện Mường Tè gần 150 hội viên. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.